Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bách Hợp. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi Tropical nằm tiếp ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái mức khó hơn. Mình sẽ bắt đầu ở thực kỳ thuộc địa. Map thì do mình tự tạo nhưng mà cái map này nó sẽ khó hơn cái map hôm qua. Thì nguyên nhân là thứ nhất á, thì bây giờ các bạn có thể nhìn ra, thứ nhất là mình sẽ chọn cái diện tích thì vẫn là diện tích nhỏ thôi, không cho đảo lớn. Đảo nhỏ thôi để chúng ta bị hạn chế cái diện tích. Bây giờ mà thứ nhất địa hình nó sẽ xấu hơn. Bây giờ là địa hình đồi chứ không phải là địa hình đồng bằng bằng phẳng nữa. Tài nguyên thì nó cũng không có nhiều và đặc biệt là cái không gian nó cũng có khô hạn, tức là nó cát nhiều hơn, nó không có nhiều cây như lần trước. Nói chung là mình sẽ nặng hơn so với ngày hôm qua. Chúng ta vẫn bắt đầu thì kỳ thuộc địa mà dân số sẽ tăng lên 75 thay vì 50, tiền bắt đầu vẫn là 20.000. Tất cả thì độ khó thì mình để ở mức trung bình, nhưng mà để chiến thắng thì mình phải được 20 điểm chứ không phải là 10 điểm như hôm qua nữa. Nói chung là khó hơn. Mình sẽ khoan đặt cái mục tiêu đó là tiền bạc hay là xây dựng công trình, mà mình sẽ tập làm quen với cái phần sandbox này trước. Nói chung là mình sẽ tiếp tục làm quen cho các bạn coi cái phần này ha. Tại phần 5 này nó tương đối khó, với phần 4 cái phần sandbox nó không có dễ chơi. Phần sandbox của cái phần 4 đó, nó chỉ đơn giản là chúng ta chơi hết thời gian thì chúng ta coi chúng ta được bao nhiêu điểm, ai cao hơn ai thôi. Nhưng mà phần này thì nó khác. Rồi. Ok. Phần 5 nó khó hơn phần 4 rất nhiều tại vì nó còn có qua từng thời kỳ nữa. Phần 4 thì nó chỉ nằm trong một cái giai đoạn ngắn. Thường thì bắt đầu từ năm 1950 thôi. Nhưng mà sau đó có thể qua thời kỳ hiện đại, nhưng mà cái đó là các bạn DLC rồi. Còn cái này là chúng ta chơi rất nặng luôn, chúng ta phải đưa cái hòn đảo của mình trải qua rất là nhiều thời kỳ trong lịch sử, cũng gọi là bốn thời kỳ rồi. Ok, vừa vô là nó đã đặt nặng rồi. Ok, nhìn chung thì cũng ít cây hơn hơn nhưng mà cũng tương đối ổn các bạn. Để coi có tài nguyên đâu không, hình như có. Trời ơi, không, xung quanh mình là không có cái mỏ nào luôn nha các bạn. Kiểu này là tới à, không có mỏ basuti với mỏ than. Mình cần than hơn. Basuti thì không cần lắm. Tại cái mỏ thì để coi còn cái nào ở trên này đúng không? Nó ngoài cái tầm nhìn của mình rồi. Bác phải đi thám hiểm nữa. Rồi khoan, giờ để xây dựng đường xá nó kết nối lãnh thổ lại đó. Rồi, ok. Đất chỗ này chắc khó làm nông các bạn ơi. Rồi bây giờ thì từ từ chúng ta bấm vô đây cái đã. Rồi mình sẽ mua cái mức bạc thôi. Rồi xong. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải xây được một cái trại nuôi dê. Lưu ý là chúng ta chỉ có 4 năm là thống đốc nha, lúc này chúng ta còn là thuộc địa. Đó, nhiệm vụ của mình là phải xây được một cái nhà cái tròn hải đăng, xuất khẩu thuốc lá và xuất khẩu lông cừu. Trời ơi. Rồi thôi, cái ít nhất thì cái vụ chăn nuôi nó cũng tương đối dễ thở. À rồi ok, chúng ta có một cái mảnh đất khá là ngon đây. Chăn nuôi dê. Rồi ok, với đất này thì chăn chúng ta lo chúng ta chăn nuôi trước đi. Đây, chúng ta đảm bảo công ăn việc làm cho nhân dân. Rồi khoan, mình làm cái đường tí nó xích miếng vậy để mình còn xây nhà cho dân ở, nhà nên gần công trình lao động luôn để mình đỡ phiền phức một số cái. Rồi ok, rồi để mình thử coi đất nào ở đây để mình tiện mình xây cái này coi. Ồ, đảo này nó không nuôi cái này tốt được. Rồi không có thì cũng phải nuôi chứ cũng không biết sao giờ. Vô là mới vô rồi, cho dân mình làm cái nghề, tại đất ở đây chắc không trồng trọt tốt được cho nên là phải chăn nuôi thôi. Rồi đây chúng ta chăn nuôi đi, nói chung là giờ tìm cách kiếm tiền cái đã. Rồi chúng ta lại kéo đường thôi. Rồi chúng ta xây nhà tiếp nè. Mới vô thì chỉ lo được như vậy thôi, không lo hơn được. Rồi đi xây dựng đi. Cái này là chắc là nuôi heo hả? Cái này chuyển đổi được không ta? Ok, cứ để vậy đi cho dân nó có cái nó ăn. À đây là cho dân tới lấy đồ ăn ăn là tốt rồi. À, ok, cũng không có tiền. Chúng ta vẫn sẽ theo chân gia tộc Nguyễn Phúc nha các bạn. Nhưng mà đây là một nhánh của Nguyễn Phúc khác nữa, làm tổng thống ở đảo khác. Mới vô cái đảo gì nhỉ? Có đảo, có đồi, có đồ rồi đấy. His Royal Majesty has
Ok, nhiệm vụ đầu tiên tất nhiên là chúng ta phải lấy tiền rồi, chúng ta đang âm tiền các bạn. Có mấy cái mỏ ở trong này mà nó ở xa quá. Cảng thì giờ muốn có cái cảng thứ hai cũng không được. À, cái gì đây? Xây dựng thư viện, ok. Khoan để cho mình coi đã, nông nghiệp. Đất bên này làm nông cũng không tốt lắm thì để mình xây công trình, mấy công trình khác bên này đi. Rồi ok, cái thư viện xây ở đây cũng gần với đây luôn. Chúng ta quản lý cái giáo dục cho nó, cái này đây giống như cơ sở giáo dục đầu tiên của chúng ta rồi. Không phải là giáo dục nữa mà là học thuật thôi. Ít nhất thì cái bản này nhà nó không lấn vô cái ruộng mình cũng đỡ. Rồi nói chung là cứ xây lên thì có người tới làm thôi, tại cái này bèo. Mới vô cũng tương đối bèo. Lương thì mình trả ở mức trung bình, không có trả ở mức cao. Rồi ok, bên xây dựng thì cứ cố hết sức mà làm. Đây rồi ok, ráng lên. Ráng lên, ráng lên. Toàn nó mở ba su ti ở đây thì, tại mới đầu vô không cần ba su ti làm cái gì. Cái này cũng không cần phải cố gắng làm đâu các bạn, tại do chúng ta chưa có nhu cầu xây ngọn hải đăng nên nó gần hết rồi mình xây luôn, thể bây giờ phải đầu tư cho cái khác. 3.000 sữa hả? Này này à, đây đây, hôm sau chúng ta nuôi dê để lấy sữa mà, này xuất khẩu sữa dễ rồi. Giờ lo cái vụ thuốc lá đây nè. Hay giờ chưa có lo lương thực, chưa có lo cái gì hết, mình đã lo thuốc lá rồi. Mấy cái ông bên chính phủ này đúng là không biết thương dân thuộc địa gì hết, chỉ biết khai thác để mà vét cho đầy túi thôi. À đúng rồi, bây giờ mình đi buôn thử coi cái này buôn được cái gì không. Mình xuất được rất nhiều, mình có thể xuất khẩu sữa, giờ chỉ có sữa để bán thôi, còn có gì đâu nữa mà bán. Rồi đây, nó không ưa mình thì thôi cũng phải bán à, kiếm thêm tí tiền các bạn. Đi chúng ta tự buôn thì chúng ta kiếm được thêm một khoản. Nhà này chắc có người ở rồi, ok cũng tốt. Vậy nhưng mà hình như ai có tiền mới vô nhà ở được thôi, này chúng ta chưa có chính sách để cho người gì được miễn phí nhà ở cho người dân, nó hơi dở chỗ đó. Bây giờ ở đây thì cũng có người làm việc à, rồi ok, bắt đầu cũng có thiếu người làm chứ không phải không đâu. Xây lên là cũng tại không phải là dân chúng ta bao nhiêu là chúng ta sẽ có bấy nhiêu người lao động đâu, mà nó còn có người già với trẻ con là đủ thứ nữa. Mà nói chung là dân ở mấy cái lều tạm là đang gần hết rồi đó, chúng ta cũng đỡ được một phần. Mặc dù là nhà mà xây dựng kế công trình chăn nuôi vậy thì nó cũng không phải là hợp lý lắm đâu, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cũng không có cách nào khác các bạn. Rồi ok, chúng ta xin thêm 12 tháng để làm thống đốc đi các bạn. Thống đốc này đúng là cũng do chính quốc bổ nhiệm thôi, chứ cũng chả phải là được dân bầu đâu, không có cái dân chủ ở đây đâu các bạn. Rồi à, bây giờ chúng ta xem xét tới cái vấn đề thuốc lá nào. Nói chung là nó yêu cầu thì mình phải thực hiện, tại lúc này mình chưa có độc lập thì mẫu quốc kêu gì mình phải làm đó, tại mình là thuộc địa mà. Rồi chúng ta xây hai cái nông trại thuốc lá ở đây đi. À, đúng là thuộc địa phải cung cấp nguyên liệu cho mẫu quốc rồi. Chúng ta thuốc lá này là có nguyên liệu thôi nha, chưa có chế thành thuốc để mình hút được đâu. Ờ có cái mỏ dầu ở đây. Mà giờ làm gì có công nghệ để mà khai thác mỏ dầu. Đây hơi cái thuộc địa mà thời hiện đại mới có vụ dầu các bạn. Mà nói chơi chứ mình mà có mỏ dầu trong tay là người Mỹ thương mình lắm ấy. Không, tùy theo thái độ của chúng ta thôi, không phải là ở đâu có mỏ dầu thì cũng bị người Mỹ đấm cho không sợ phát nào. Vấn đề là cái thái độ của các bạn đối với người Mỹ nó như thế nào thôi.
bạn cho người Mỹ tới khai thác thì họ bảo kê các bạn, còn họ không, bạn không cho họ khai thác mà các bạn làm này làm kia thì họ mới cho các bạn đòn thôi. Người Mỹ tính rất bất dụng, họ không phải lúc nào cũng dùng tới bạo lực đâu, chỉ cần chúng ta ngoan thì họ ok hết à. Đừng làm kẻ thù của người Mỹ thôi thì các bạn ok, thì các bạn sẽ ổn. Như là không làm bạn với người Mỹ cũng được, đừng làm kẻ thù với của họ là được. Rồi ok, chúng ta trồng xây dựng nông trại tiếp nào. Để coi nó muốn xây trang trại nuôi bò phải không? Bò thì nuôi bên này để lo nông nghiệp rồi, mà nó còn vướng cái kia nữa, mốt mình khoan đi để mình còn à, cái đường không đủ rồi. Đường không đủ thì xây nhà vậy. Được, nhà vẫn còn hơi dư. Kệ nó không sao. Biến tạm chỗ này thành khu dân cư cũng được mà, có gì đâu. Chúng ta thiếu người trí thức các bạn. Tại vì mà thuộc địa qua dân thuộc địa toàn là dân nghèo thôi, ít học nữa. Không phải nào đòi hỏi dân thuộc địa rồi nó phải như dân chính quốc các bạn. Chúng ta chưa nâng cấp được nha, tại chưa có công nghệ rồi luôn. Nhưng mà ra đi tới thuộc địa là cũng đi có nhiều khi là tự đi luôn á, chứ không phải được chính quyền tổ chức cho đi nữa. Làm sao 6 tháng là mình dư sức làm. Đề là ở đây có ai chịu làm không ta? À có. Dân mình lên 84 người rồi thì hầu như không sợ thiếu nhân sự. Thế này chúng ta cũng hơi phát triển công trình nhanh quá nha, tại nhiều lúc mà chúng ta sẽ không có đủ người để làm đâu. Mãi mình tự đi ý đi bán sữa là gì, chính quốc nó cũng quạo với mình rồi đó, nhưng mà nó không quạo nhiều lắm, tại cái đó mình cũng tự chủ thôi. Mình chỉ đem bán một phần mới bán hết. Rồi ok, nghiên cứu hết. Công nghệ nào cũng nghiên cứu hết trơn á, chị yên tâm. À nghiên cứu cái khai thác mỏ. Cái này thì chắc là còn lâu lắm mới sai đâu, mà dầu ở đây cũng không nhiều. Rồi để coi. Chúng ta chúng ta có một thành viên mới trong gia đình. Ông này là để coi chuyên bên mảng khai mỏ thôi, cái này chuyên bên ngoại giao quan trọng hơn. Rồi, ông này tên là Celino Nguyễn Phúc, tức là Nguyễn Phúc Celino. Rồi ok, để bận bận này cũng được. Rồi ok, đồi cũng được, tóc tai như vậy cũng ok. Đội cái nón lên cho ai hùng coi. Rồi ok, chúng ta lại có một thêm thành viên mới để cho gia tộc phải không? Rồi có gì để cử đi làm ngoại giao thôi. Cái này cũng đòi hỏi phải có người ở trình độ cấp 3 mà chưa xây được trường, nói chung chỉ có thể nhận cái người từ mẫu quốc sang thôi các bạn. Rồi lỡ xây rồi thôi xây luôn cái này đi. Nhưng mà giờ chưa có tiền để nâng cấp cái gì cả. Has instructed me to present you with this letter of commendation for your achievements. Để coi nào, giờ mình xin thêm tiền đi, mình không cần xin thời gian nữa, mình xin tiền. Để đảm bảo ngân khố mình nó không có âm, nhưng nó âm thì phiền lắm. Cái này thì chưa cần, mấy cái này thì hầu như không có. Ok, kiếm cái cho người dân họ giải trí một tí, opera về dân mình chả có tiền đâu. Đây xây gần biển nè. Đó rồi, anh em có gì ra biển uống rượu không mát nha. Tôi lo cho anh em thế tới mức này là cũng hết mức rồi. Như là cái nhiệm vụ này chúng ta phải làm nè, để lấy cái điểm nè các bạn. Như bên xây dựng cũng đang thiếu người. Ok, tại mình đáng lẽ đã xin dân cũng được, mà tại mình sợ xin dân lắm. Xin dân rồi lại thiếu chỗ ở rồi nó. Dân nó tới đông quá lại phiền phức nhiều cái, nên dân mình để cho nó tự tới. Lúc này thì chúng ta chưa được quản lý chính sách gì nhé, do lúc này chúng ta còn là dân thuộc địa. Nhưng là tất cả chính sách là do chính quốc nó quyết định hết, mình chỉ là được
hưởng một số cái quyền tự trị thôi. Tám mươi bốn dân thì cũng còn ít lắm, tại vì mình phải rải ra mà. Xây xong chắc không có người làm luôn rồi. Rồi, ok, hay quá, nâng cấp liền. Công nghệ nào xong phải chơi ngay. Rồi, đấy có thuốc lá để đem đi xuất khẩu và thấy ngon cơm rồi. Xây nhiều quá họ không có tiền nâng cấp, mình cũng mệt lắm á. Rồi, 19 người dân nữa tới ở, ngon cơm. Xuất khẩu 3.000 thịt. Rồi, ok, cũng được, mình sản xuất thịt cũng không phải là ít. Vấn đề là cũng không phải nhiều. Cái gì vậy? Tôi xây thư viện rồi bà ơi. Cái này không có, cái này không không làm được. Một cái thư viện thôi. Còn không có người đây, dân thuộc địa tôi ít học lắm, không kiếm người trí thức không ra. Rồi chúng ta đã làm được hai nhiệm vụ rồi các bạn. Rồi ok, bây giờ nó muốn cái này đúng không? Cái này nhiêu tiền? 4.000 mấy là cũng mắc lắm đấy. Rồi mà thôi kệ, rồi thôi xây đây đi. Rồi xong, vừa là vừa lòng chưa? À là lại thêm ba cái nhiệm vụ khác à. Tiền là phải lên được 20 ngàn ở đâu ra? Cái dưới này thì còn làm được. Rồi thôi, nhưng mà cái nhà opera thì thôi cũng cái này làm được thì làm liền đi. Đây, cái quán rượu kế bên nhà opera luôn, một cái cho người giàu, một cái cho người nghèo đó. Ok, xã hội vậy là công bằng rồi ha. Tiền mà giờ đòi lên ngàn mấy, 20 ngàn thì hơi khó đấy, nếu lên đời thì chắc được. Lưu ý là cái này nó không nhất thiết các bạn phải lên đời quá nhiều nha, miễn sao các bạn làm được hết thì nhiệm vụ là xong rồi. Thì ok, một trong cái nhiệm vụ thứ sáu của chúng ta là lên đời. Rồi ok, lên đời thì lên đời. Someone stole my manuscript. Rồi ok, tới lúc nâng cấp rồi. Đây, cái này để lo lương thực cho dân thì chúng ta làm đầu tiên nè. Giờ thì chúng ta lo, chúng ta nâng cấp đây mỗi cái 1.000. Cái chăn nuôi nó đỡ nâng cấp hơn trồng trọt các bạn, nó đỡ nhiều cái lắm. Thành ra cái tiền mà chúng ta đầu tư cho nó cũng không phải là quá nhiều, chúng ta có thể làm được. Cái khu này chắc ô nhiễm nhiều quá tại chăn nuôi mà các bạn, chăn nuôi thì thường nó hay ô nhiễm lắm, ô nhiễm cho phân động vật đó các bạn, hiểu không? Lúc này thì hầu như chúng ta chưa có cái cơ chế để mà xử lý chất thải động vật rồi. Rồi kết nối đường xá vô. Ngon cơm nhá. Gì nữa đây? À đây, hai cái này hay nè. Lấy được ba người có học rồi, mở được cái mỏ luôn. Xây dựng một kêu thêm một cái quán rượu nữa. Nhậu cho cố vô. Mà thôi kệ, cái đó nhu cầu của dân thì chúng ta phải đáp ứng các bạn. À đây rồi, có thêm đồ mới rồi. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục đẩy mạnh cái công tác chăn nuôi đi, tại cái map này không không có đốn cây được đâu. Ok, chúng ta nuôi bò đi cho nó được lợi đôi đường. Rồi đây, xây thêm nhà dân ở, tại dân cũng đông lắm rồi. Cái mỏ nó ở đây đúng không? Rồi thêm ba người có học nữa. Vậy đi. Ok, giờ thì chúng ta không lo thiếu người nữa rồi. Chỗ này thì rồi ok, không sao cả các bạn. Linh mục thì chúng ta cũng có rồi. Chung là đảm bảo đời sống cho người dân, mức sống chung để mình coi coi. 31 mình 34 mà thấy ngon rồi đó. Cái y tế này hiểu qua đời sau chúng ta mới có, còn giờ đang là thuộc địa hầu như không có ai có trình độ. Thì các bạn cứ hiểu là lúc này những người có trình độ về y tế cao thì họ chả ai chịu qua thuộc địa đâu. Ép lắm mới chịu đi thôi, hoặc là họ đi vì có lý do riêng.
chứ không ai có học thức cao mà lại sang thuộc địa làm ăn cả. Họ đi nhiều khi bị tội, họ đi họ trốn tránh cái gì đó, hoặc là ở mẫu quốc họ bị chèn ép thôi. Nhưng là trong một vài trường hợp khác thì có thể là do họ nhảy như họ cái nhóm yếu thế ở chính quốc đó, họ mới chạy qua thuộc địa để họ có giá trị thôi. Ví dụ họ có thể là những cái người mà họ tốt nghiệp với cái độ mà nó không có cao đó các bạn, thì họ không làm việc được tốt ở cái chính quốc, họ chạy qua thuộc địa thôi. Rồi, ok. Great news. We found that Rồi, Hattie Houston. ok. Mình lần này mình không quyết định nổ súng với lại lính chính quốc nữa đâu nha, một lần thôi là đủ lắm rồi. Thật ra mình lần đó mình thắng nhưng mà mình không muốn làm như vậy. Cũng tốn của mình không ít tiền các bạn, thứ His nhất là nó tốn Royal dân của mình. Majesty has instructed me to present you with this letter of commendation. Rồi, xin làm thêm 3 năm nữa. Ê, xin làm thêm được 1 năm nữa. Làm gì xin được tới 3 năm. Rồi đây, xây thêm nhà cửa cho dân ở. Rồi mình xây cái đồn gác đầu tiên là được rồi. Đây, vô luôn dừa. I tried to talk to the pirates about our Cái revolution. này thì đáp ứng được, tại hàng hóa mình nó It sẽ looks nhiều đấy like trong the tương buried lai. treasures Xây are mỏ ok luôn, cái mỏ gần gần đây. Như là cái gì đáp ứng được thì chắc chắn sẽ tìm cách để mà đáp ứng. Rồi cái gì đáp ứng được thì thôi xin lỗi. À rồi đây. À. Ra thế ra thế. Cái cảng không, cái cảng nên nằm bên này các bạn. Lý do mình cho nó nằm bên này là tại cái ruộng nó ở bên này. Qua từ để mình kéo đường ra đã, mình coi coi mình để cái cảng đâu nó đẹp. Để tránh hồi cái nó làm méo cái cảng, nó làm méo cái đường. Rồi vô đẹp ngon đó, cái gì đáp ứng được thì chắc chắn sẽ đáp ứng cho dân. Rồi giờ đi thám hiểm cái đã. Đi tới khúc này đi. I sat with three other members of the research team. Chưa nâng cấp được. Ok, chúng ta có 3 thành viên của dòng họ Nguyễn Phúc rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa được chủ động cho cái mảng ngoại giao các bạn. Để coi nào, cái này là dễ mất lòng lắm mà ra thôi, mình xin mình lấy cái ở giữa được rồi. Nói chung là mình đảm bảo với thuộc chính quốc là mình sẽ không nâng giá hay hạ giá gì cả, giữ nguyên. Rồi, ok, vụ tiếp theo là chúng ta xuất khẩu nông sản. Rồi ok cũng được, cái mỏ dầu chắc là chưa khai thác được đâu, để coi có lấn lỡ lấn vô không. Rồi, giờ xong rồi, giờ đường không được, thơm cô tông à, chỗ này trồng cô tông ngon. Ồ, nó dướng cái mỏ dầu, dướng hai ô của cái mỏ dầu. Chà rồi hai ô tiếc chi. Đây là chúng ta trồng bông, chúng ta đem về mẫu quốc chúng ta bán ngày bao giàu. Bông vải cũng là một, người ta gọi là vàng trắng mà các bạn. Đây bên nhân sự xây dựng đủ người không vậy? Rồi ok thu quân về thêm 3 người có học nữa. Ok ngon cơm. Rồi giờ kéo đường đi được rồi nè. Rồi ok xây cái mỏ lên nào. Đây chúng ta có mỏ rồi. Vậy là chúng ta kéo cái đường là kéo từ đây ra. Rồi xong, ngon.
để khoan khoan xây thêm cái nhà dân ở đây đi cho nó có mấy ông thợ mỏ có chỗ ở. Ở đây để coi. Ê, lộn chỗ. À đây, tiếp tục nè. Đây, cứ từ từ mà phát triển. Mốt có lẽ chắc phải phá cái này để xây cái nhà máy dầu. Mà cũng không sao. Đây, nâng cấp liền. Như là cứ dốc hết sức ra mà nâng cấp, đừng có tiếc. Mình không khai thác gỗ là để tránh bên môi trường thôi, mình chủ yếu mình sản xuất các bạn, đừng có khai thác nhiều. Cái khai thác gỗ đó nó cũng bất cập lắm, mà ra mà nãy giờ mình không xây nhà máy chế biến gỗ là vậy đó. Rồi giờ tạm thời không tiêu tiền nữa, không biết có được không? Chắc là hơi khó. Mình chưa nhập khẩu cái gì hết nha các bạn. 2.500 giờ cũng không có để mà xài nữa. Ok, ví dụ nhờ vậy mình quay vốn lẹ hơn thôi. À, nhưng mình được trade thêm một cái nữa thì phải. Rồi đây. Ok. À, giờ ngoài sữa là có gì để bán nữa không? À đây mình có cái này để bán cũng được nè. Ok, cái này đi, cái này mẫu quốc nó lại càng ghét mình nữa. Sau của mình đi bán rồi bị mẫu quốc nó ghét là như thế nào nhé? Anh ghét thì em cũng phải sống, em cũng phải bán à. Our miners stumbled upon an oddly shaped ore nugget. You know, if you squint your eyes and tilt your head Để slightly coi to the right, it almost looks lấy like thêm 6 tháng làm thống đốc đi. Nhưng là chúng ta phải duy trì cái thời kỳ thuộc địa này để chúng ta phát triển cái cơ sở hạ tầng đã. Đừng có nhảy thời vội không lên kia không kịp phản ứng gì đâu. Hả? Như đất chỗ này nó xấu quá rồi sao nó không Tại cái này đi chúng ta cần cái ủng hộ của cái lực lượng cách mạng hơn. Rồi như chỗ này mình khai thác quá à, đất hư hay sao ấy. Rồi nên nâng cấp luôn. Rồi có tí tiền rồi. Ồ chỗ này sắp đầy rồi các bạn. Chúng ta cần thêm một cái nhà thờ nữa. Sao nãy cái người trí thức họ đến với mình cũng khá là nhiều rồi. Này hình như cũng phải qua thời sau mới có. Rồi ok giờ tạm thời đi kiếm tiền nha, không xây thêm gì nữa hết. Lúc này bên cái nhà thờ làm luôn với cái vai trò của bệnh viện rồi. Rồi ok. Nói gì nói chứ cũng phải xây rồi các bạn thấy không? Ở đây tại cái này là cái nhu cầu của dân mà mình phải đáp ứng dù muốn dù không. Ở gian biển thì cứ xây mấy cái này đi. Vâng. Cái tòa soạn báo nó nằm kế bên quán rượu luôn chứ. Ai cả. À, thôi kệ cũng thường cho mấy ông nhà báo có tí men say trong người đi. Lính của mình thì hiện giờ chắc cũng là lính thường thôi, không phải là lính có học. À là có nhiệm vụ và độc lập rồi đó. Nhưng mà mình không muốn thế. Còn phải nghiên cứu công nghệ đó, mấy ông bình tĩnh đi chứ. Độc lập cái gì mà độc lập. Biết là độc lập tự chủ thì nó quý rồi, nhưng mà cái đó nó còn tùy thời điểm nữa. Cứ hở tí là đứng lên nhìn độc lập, đứng lên nhìn độc lập là ăn đòn đấy.
Trời, chỗ này nhiều người ở quá ta, cái mỏ này có mấy người quá, có làm việc đâu mà dân đông thế. I come to dislike mining. It is a messy process that will... Ok. Rồi mấy cái cảng này, nói chung là hai cái cảng này nó luân phiên nhau, nó đem tiền cho mình là thành ra cũng tương đối đỡ. Rồi độc lập tự chủ gì từ từ, tiền sắp lên rồi. Ráng lên, ráng lên. Gì nữa đây? Ủa có rồi mà ông thần. Rồi cảm ơn cho em xin thêm 6 tháng làm thống đốc nữa đi. Ráng làm mấy cái này, cứ xin thêm hạng là thống đốc các bạn. Nói như là mình làm tốt thì cấp trên tiếp tục cho mình làm lãnh đạo ở khu thuộc địa này thôi. Rồi, ok. Dù là chúng ta phải tỏ ra chúng ta có năng lực thì cấp trên nó mới giữ lại, chứ còn thấy không có năng lực là nó loại đấy, là chúng ta rất là phiền. Rồi ok, tiền chúng ta đang lên rồi, ráng ráng xíu nữa, ráng xíu nữa. His Majesty's plan didn't work quite as expected. We were unable to make our foes. Xin tí tiền cho vô đầy ngân khố luôn. Rồi. We have invented red tape. It goes well with everything. Mở được một số chính sách rồi, nhưng mà mình thì không muốn có bất cứ chính sách nào ở đây cả. Mấy cái này đều mình không muốn làm. Rồi giờ chỉ có lên đời thôi mà từ từ đã, không gấp, không nên gấp, không nên gấp. Rồi, ok, để coi mình còn cái gì để xây không ta. Đây, xây một cái khu vườn ở đây. Đây, hai cái khu vườn, cái khu cho cái khu vực bến cảng đi. Tiền mình đang nhiều. À đây cái nhà máy nè, hay. Đấy, cái chỗ đất này tốt ghê chứ, mình xây toàn khu ven biển này vẫn ok như thường, nó không có bị phạt. Không có nhiều công trình nữa để cho mình xây, có vẻ như lên đời được rồi các bạn. Ok, lên đời, lên đời. 20.000. Ủa đặc thế bình thường có 10.000 mà anh trai. Ây rồi 20.000 đi chứ giờ tiền đâu mà anh. Không có quân đội trong tay các bạn, quân đội mình ít lắm. Chịu thôi. Does Tropical really need a large standing army to protect its sovereignty? Đây. Lên đời cái được thưởng tiền liền á mà. Ok, cái này là. Ủa cái này là cái gì? Hả, cái này hả? Cái này hình như là cái đài thiên văn hay cái gì đấy. Rồi thôi ok, đòi thì cho, khổ quá rồi. Đòi hỏi toàn mấy cái việc viễn vông không, nhưng mà hơi kệ, cũng phải cho thôi chứ biết sao giờ. 30.000 nó tiếp tục có đòi hỏi tôi kìa. Nó mới mở lên đời thôi là cả đống công trình phải xây đấy anh trai ạ. Rồi xây cái trường cấp 3 đi. Rồi đây. Kéo cái đường đi một tí đã. Nói chung là mấy cái này chúng ta ráng làm mà chẳng qua là để lấy điểm thôi, tại chúng ta thắng nhờ mấy cái điểm này mà. Hai này nó bị đầy hay sao vậy? Bỏ đi thì tiếc lắm, tại vì mình đầu tư cho nó nãy giờ nhiều rồi. Hay là giờ đổi cái này ta. Nói chung là đất này giờ hình như làm cái gì thì nó cũng bị thôi các bạn. Nó bị đỏ chỗ này rồi, cho chúng ta khai thác quá mức rồi, mới ngay từ đầu nó cũng không xịn lắm hay sao ấy.
Mr. President, the world has changed. We need to create a dystopian. Rồi, ok. Rồi, ok, vậy đi cho bà con đây được. Rồi, đây là báo chí đây. Vừa vô một cái thôi, ở này chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh mới được. Đây, cố gắng mà sản xuất bơ sữa đồ đi. Đây, đảm bảo dân không bị đói, cái này thì tăng khả năng lên. À đây, bắt đầu, ví dụ vote nè, rồi. Cái này thì cho nên chúng ta cho tất cả mọi người dân đều được vote cho nó thể hiện cái dân chủ đi. Cái này thì chúng ta để cái ở giữa cũng được rồi. Cái này thì chúng ta để cái trên cùng nha các bạn. Như là chúng ta để cái này cũng được, mà cái này cao quá. Cái này thì lính mình nó bèo lắm, thành ra lấy cái ở giữa. Cái trên thì mình hy vọng là sẽ được trong tương lai thôi. Chứ bây giờ bấm cái thôi và hết tiền luôn các bạn thấy không. Người có học của chúng ta trong xã hội nó không có nhiều, cho nên là chúng ta phải chấp nhận cái điều đó, không phải đòi hỏi được. Nhà máy cũng là đòi người hỏi người phải có học cấp 3. Muốn xây thêm cái nhà máy nữa cũng được, mà tại vì bây giờ không có người có đủ trình độ. Mới để nó lấp đầy đã, cho lính đồ nữa. Đây, như cái này cho hơi lỡ rồi, không sao, cũng không mắc lắm. Chỉ là tính nâng cấp lấy cái súng lên xài, súng máy xài thôi. Rồi ok, nhất mình cũng có nhiều tiền. À, công nghệ xong hết rồi. Ok, nhà máy điện thì lại phải nhập khẩu than nữa, thành ra từ từ đi. Rồi thôi, không được thì mình bỏ vậy. Nhưng mà tại vì nó xây sát nhau quá. Rồi để chỗ xây cái khác chứ biết sao giờ. Có cái này cũng được nè, để vừa không. À rồi, ok, cũng ngon đấy. Rồi ra được hai cái nhà máy rồi nhá, vừa ý chưa. Rồi ok, ok, rồi đào tạo đi. Còn nhiều cái phải xây lắm, mà tại mình hết tạm hết tiền rồi, nhiệm vụ này chắc làm được quá. Bữa nay thì tập này mình cũng không quay hết 20 điểm đâu nha, mà mình sẽ, để tránh cái video nó quá dài á, mình sẽ ngưng khi mà mình được 10 điểm nha các bạn. Rồi chưa ai, ba đứa tốt nghiệp chắc nó đi làm chuyện khác rồi. Đa phần nó xin là công nhân, nó không thèm đi làm lính đâu. Mình biết lắm, làm lính khổ quá mà, thậm chí là phải hy sinh mạng sống nữa, thành ra là nó ưu tiên nó chạy nó đi nó làm công nhân đồ trước cực tí, nhưng mà ít nhất nó có đỡ nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ lệ chết cho tai nạn lao động nó cũng không phải là quá cao. Còn kia là sống chết luôn á các bạn. Nói chung là được lựa thì chúng ta phải lựa cái an toàn hơn thôi. Mặc dù biết cái nào, không biết cái nào an toàn hơn nha, nhưng mà như cái nhìn nhận chung của xã hội thì nó sẽ là như vậy, cũng dễ hiểu rồi mà. Rồi ok, giờ tới lượt cái đây, à đây đây, nhét vô dừa nè, quá đẹp. À dừa, nhưng mà phải dừa ở bên này cơ. À, chắc thêm một cái tháp canh ở đây quá. Đây hai, à được hai cái luôn hả, ngon. Rồi ok, có thể xây công trình ngoại giao rồi. Rồi đây. Cash flow has increased. My books on psychology say I should open. Giờ chưa cần than. Chỉ cần tiền cái đó. Nhưng mà để xóa nợ cái đã chứ, giờ nghèo quá. À, thiếu tiền, tiền thiếu quá trời quá đất luôn. Biết ngay mà. Rồi ok, 15 18 mà nó cũng đang ráng nó đi học ấy. Mà chỗ này đòi hỏi người có trình độ này thì mình hơi thiếu nè. 5.000 thì hơi khó để kiếm. Trường học thì chắc chưa nâng cấp được gì, trường học thì phải đợi lên đời sau cơ.
Đó, hình như là sao nữa, Modern Time luôn chứ không phải là Cold War nữa. À, rồi ok, mình hết thiếu lính ở đây rồi nè, mà cũng chưa đủ đâu. Ở đây thì được một bà, nãy mình vô tình ấn nút thuê thôi chứ cũng chả phải là mình giỏi gì. Ở đây thì bắt đầu có công nhân rồi, tại nguyên liệu thì mình không thiếu, này cũng nhà máy cơ thôi chứ cũng chưa phải là nhà máy mà chạy bằng than nữa, thành ra mình cũng đỡ. Cái nhiệm vụ dưới này khó làm lắm này, 30.000 không phải ít đâu. Rồi đây, nâng lên để cái bệnh viện này nó còn phục vụ nhiều người. Presidente, I hereby with you. Gì đây? À, được thêm cái nữa. Rồi cái này thì rồi lấy cái giữa cũng được. Cái này thì cũng giữa thôi chứ mình chưa thể nào lên cái Walker Paradise được, tại vì cái trình độ mình nó phát triển chưa có tới. Cái này là dành cho những quốc gia nào nó giai đoạn hậu công nghiệp rồi. Còn cái này thì mình tăng cái này lên một mức để tránh nó dân nhập cư nhiều quá, mình bắt nó phải là dân có học mình mới nhận thôi. Ở vậy như những người mình vô mình kiểu không có học tới đây tìm miền đất mới thì thôi không nhận được. The war has the price of steel rising. Steel mà cái này không đáp ứng được, xin lỗi chị. Thứ nhất là không có mỏ sắt thì xây cái đó làm cái gì? Đòi hỏi này không đáp ứng được, cái gì đáp ứng được mới chấp nhận. Rồi cứ khai thác đi nhé. Rồi khoan, giờ đang có tiền thì phải lo tiếp. Ồ, không có tiền xây cái đồn cảnh sát luôn hả, nghèo thế. Cái này giờ không cần, cái nhà ngoại giao thì không cần. Cái này tạm thời cũng không thiếu lắm. Muốn phải xây đường trước để tránh hồi nó loạn xà ngậu lên thì rất là phiền cho mình. Ủa sao cái đường nó thẳng không được vậy ta? Rồi thôi ok cũng được đi, chỗ đó mình chưa thám hiểm nó không chịu nữa đây mà. Rồi đây xây một cái đi bán cà phê coi. Rồi ok, vậy đi mới có tiền xài. Hai nhiệm vụ này không làm được rồi. Trả tiền giờ vô ít quá vậy. Bây giờ chỉ có ráng cái này thôi. Nhân công của mình mới có một người à. Đào tạo lẹ lên giùm tôi cái mấy vị ơi. Nó túng thiếu kinh quá. Ở đây nâng cấp lên mấy hồi quên là hết rồi. Bệnh viện xong chưa? À, bệnh viện xong rồi, không sợ thiếu. Chưa có đồn cảnh sát nữa, để xây cái đồn cảnh sát kế nhà máy luôn. Giờ nó tới đông quá, giờ lại thiếu nhà ở nữa đây này. Hả? Rồi, có công nghệ xây nhà máy điện thì biết rồi. Rồi giờ tới cái này. À công nghệ này cho luôn rồi á, cảm ơn. Rồi đây có thêm súng máy rồi. Đảm bảo quốc phòng tí. Chắc tính đi lính để hưởng chế độ đây mà. Nhà máy xây sao không có làm. À không, chắc là nhà máy không, mà tại cái trong cái nhà máy mình làm bơ với sữa đồ nó đỡ hơn làm cho mấy cái nhà máy này có cái ống khói lên đấy, người ta không muốn làm rồi. Rồi đây tất nhiên là chúng ta sẽ chọn bà này rồi. Ok. Cái này á ok cũng được nhưng mà từ từ, chưa đáp ứng được. Một công trình tôn giáo mới, ok cái này thì đáp ứng được nè. Cái này với cái này, à cái này mắc hơn, cái nhà thờ này là nhà thờ bự các bạn. Rồi, ok. Cái này chưa đáp ứng được. Khoan để xây thêm mấy cái nhà đi. Cái này nhận nhưng mà làm sao đi các bạn. Rồi 11 đứa tốt nghiệp, đây 6 đứa tốt nghiệp.
cái này không làm được các bạn. Chúng ta vừa qua lên đời cái chúng ta tiêu tiền mà như nước luôn các bạn không. Không phải là mình xài hoang phí gì đâu, nhưng mà thật sự là nó tốn lắm. Ở nông trại thì chưa được nâng cấp nữa này. Đường giờ sợ còn không có tiền xây được, đường nó bị méo rồi, không nói được các bạn. Phải đợi khám phá cái chỗ này đó. Đây xây cái đồn cảnh sát trước đi. Hả? Vẫn thiếu à? Thiếu nhiều quá. Ủa mấy cái này mình đi có đi chay không vậy? À hình như là mình mất hết mấy cái chay rồi hay sao ấy. Để coi nào, giờ nó đây chỉ có nhập khẩu thôi. Giờ mình xuất là xuất cô tông hoặc là xuất đường, đường thì không có, cà phê thì mình có để đi sách đích đi bán cà phê vậy. Rồi cái chiếc số 2 thì đường thì mình không có sản xuất, nhưng mà cô tông thì có, để mình đi bán cô tông luôn. Rồi xong hết tàu, bây giờ tự đi bán thôi chứ không ai bán cho mình cả. Rồi ok, chỗ này thì không quá tải lắm, có người làm ở đây thì trình độ high school thôi được. À đây xây cái đồ cảnh sát lên được rồi, hay quá. À, mà nhét vô đây không được, tại vì nó à không, nó vẫn nối với cái đường được các bạn. Rồi ok cũng được, vô đây đi. Rồi thôi ở xây thêm nhà cho ở này. Khá là ok. Rồi 14 đứa tốt nghiệp, 8 đứa tốt nghiệp, nói chung là đi học bớt lại rồi, chắc là bắt đầu nó đầy rồi đó. Nói chưa biết mà. Nói là sắp tới là không có nhiều việc để làm đâu, thành ra nó không làm nhiều nữa. Mình trả lương cho công nhân thì chỉ ở mức trung bình thôi, không có trả cao. Ở đây thì cũng nó tới đây nó nhiều thế. Ồ cái này xây lên sau hai công trình này là giảm liền. Rồi xây xong rồi lại sống tiền nâng cấp nữa. Ok chúng ta thắng mà. Cái này thế rồi chúng ta còn có đang có thế. Đây. Ok luôn, ngon. Rồi đây thêm một cái tháp ở đây nữa là ngon. Chỗ này cái nhà vô chắc cái chỗ này nhà vô vừa, nhà vô vừa vậy không cần tháp. Nhà dân ưu tiên hơn. Trời, vậy mà vô được luôn. Công nhận. Ghê thiệt. Khả năng nhét của mình quá là ghê. Không mà đây là cái một trong những kỹ thuật của người Việt Nam đó các bạn. Để coi đây. Nâng cấp lính mình lên luôn. Công nhận là tiền của mình nó đỡ quá trời quá đất rồi. Vậy thì cũng không tội gì, không đi thám hiểm xíu để mình thoải mái xíu rồi. Rồi lên đây, dù biết chả có gì đó đâu, nhưng mà chẳng là chúng ta cần mở ra để chúng ta nhìn được. Rồi. Kiểm tra trong cái đống nhà máy của mình coi có cái nào mà nó xài cái Basuti được không thôi. Mấy cái này nó chưa có mở. Cái này là chế biến đồ đủ thứ nữa. Cái nhà máy đóng hộp thì nó phải có cái điện cơ mà. Nói chung hai cái này không làm được các bạn. Ok khoan, giờ để xây cái này cho vừa lòng mấy thằng kia đi. À đó, mấy công trình này dạng cho xây gần nhà tổng thống á, dễ làm việc. Đây
Ok. Rồi xong, có tiền lại xây nhà cho dân ở thôi. Lâu lâu lại thiếu à. Mình nhớ mình có trồng cô tông nhiều lắm mà làm sao thiếu được. Chà, chỗ này đất chăn nuôi này xấu quá, chắc tại mình xây nó gần nhau. Rồi vậy là xe 51 công trình chăn nuôi mình không được để sát sát nhau giống vậy rồi. Nó tại vì đất này không có nhiều cỏ đó, nó cỏ nó mọc lên không kịp hay sao á. Này chắc đỡ, à, bắt đầu hoạt động nhiều hơn rồi. Cái này thì chắc là đang quá tải hả? À không, cũng còn chỗ xíu. Rồi đây báo chí thì cứ rồi đây mấy cái quán rượu này đầy người luôn. Anh em đi nhậu kinh phết. Như là nhu cầu giải trí của dân thì nó đang ở đây, chúng ta đang dân đang khá là vừa lòng với mình. À, tất nhiên là chúng ta theo đồng minh rồi. Xin nó hai công trình phi à? Hay đấy. Đây. Cái này bèo quá, cái này không được. Cà phê, lúa mì, cô tông, thơm, đường, thuốc lá. Ở trồng thơm đi. Đây được thêm cái nữa mà đúng không? Rồi ok, giờ chúng ta có thơm rồi các bạn. Đây thêm nhà cho dân ở. Rồi, thế là tốt. Rồi xây dựng đi. Điện với lại cái này tính sao vậy? Tại không có than cho nó chạy. Không xây làm gì nó mất công tốn tiền nhập khẩu than nữa mà tiền mình nó âm hoài. Rồi ok. Bây giờ tiếp theo là lên đời công trình giải trí đắt tiền thì cái này đáp ứng được. Cái này phải xây được cái nhà máy đường thì chúng ta sẽ xây được cái ruộng đường á thì chúng ta dễ hơn. Để coi đường xây ở đâu. Đường trồng ở đâu chứ lộn. Đường ở đây vậy. Rồi ok cũng được. Rồi đất nào tốt thì chúng ta trồng thôi. Ê trời, bị cái đường nó chặn qua không thấy, tại bị cây nó che, thôi kệ chấp nhận luôn. Miếng thôi có gì đâu. Nâng cấp một số cái nó mắc thế nhỉ. Xuất khẩu rượu rum thì được, tại vì vậy là còn nhét được mấy cái nhà vô nữa hả? Hay. Rồi. Ok. Chỗ này nó bị hoại ta. Lâu lâu nó cứ chỉnh lại là sao ấy, mà nó nãy giờ đây không đủ người nữa. Rồi bắt đầu đào tạo ít đi rồi. Ở đây thì ủa cái này không cần nhân sự à? Mình chưa đứng hẳn về phe nào cả. Cái này thì xuất khẩu 5.000 thơm. Ở đó ok, đang trồng thơm mà. Rồi cái này thôi, chúng chọn cái trên rất là phiền. Cái này là cái nhà thờ nữa hả? Rồi thôi ok luôn. Nó bên tôn giáo này nó đòi hỏi thế nha. Nhưng mà thôi kệ, đáp ứng được thì đáp ứng thôi. Cái này lợi cho dân mà. Đây thêm một cái nhà thờ nữa nha.
Đây. Cái gì lợi cho dân thì chúng ta không nên tiếc. Nhét thêm được cái nhà vô đây nữa là ngon. President, at the thorough research we have discovered the compass. Okay. Full tropical map. À rồi, ok, không cần đi thám hiểm nữa rồi. Có để xây dựng thoải mái rồi, ok. À thì ra là phải cái relock xong là chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề này. Ok, hay quá, không cần đi thám hiểm nữa. Vậy là không phải lên đời mà chúng ta được cái đó mà phải nghiên cứu công nghệ các bạn. Ok. Ok ok, bên đó thì để sau đi, tại bên đó nó vướng cái mỏ dầu. Giờ cũng phải mở đường xuyên qua thôi chứ biết sao giờ. Thẳng đường nào. Rồi thôi lỡ rồi chịu. Sao không sao, chấp nhận được. Đây, cái này à, cái này không tốn tiền à, là xây hay nhiệm vụ thôi thì ok. Ôi nhớ chờ, giờ lo tới cái vụ rượu rum nè, nhà máy sản xuất rượu rum 15.000 mấy lần mắc lắm đấy. Lên đời thì không khó, nhưng mà mấy công trình giải trí mắc mắc đâu. Đây casino rồi đồ cái này nữa. Hai cái chung cư. Điện đâu mà xây chung cư. As the air was born, all animals became quiet. Coi. A light shone through the skies and La Chupacabra herself went to the crib and cái này đi. Oh. Một hành viên mới của gia đình nó ra đời à. Rồi ok cũng được. Đây. Cho thêm cái nón nữa đỏ. Đây ông này đội nón khác đi. Đây đeo thêm cái mắt kiến vô cho bà con nể coi. Rồi ok. Một thành viên nữa gia đình của chúng ta đã ra đời. Như là dòng họ Nguyễn Phúc đang nó là khá là phát triển ở cái đất này. Ra là vua đảo các bạn. Nó lại lấn miếng vô à. Lần này mình quy hoạch nông nghiệp thì dở quá. Cash flow has increased. My books on psychology say I should offer you a reward so you start making smarter choices more. Cái này đi. Tại tiền ít quá đổi 5 người nhân sự lao động chất lượng cao thì thích hơn. Giờ phải để dành tiền xây cái nhà máy rượu cái đã. Cái này bị hoài ấy, sao ông sao ông không có. Rồi xây nhà máy nấu rượu đã, tính gì nói gì nói. Coi. Cái này không ổn. My boy, if you are sick of those snobs we have in the embassy, we have an alternative. The Axis is offering us a huge monetary. À, không, 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 không chống đồng minh nhá. Suy dạy. President, we discovered it. Rồi đây ngân hàng rồi đó, ok. Tiếp tục đầu tư phát triển nè. Rồi chúng ta sắp có nhà máy sản xuất rượu rum rồi. Cái này là bò bò. Đây. Chúng ta có ruộng trồng cô tông mà làm gì thiếu nguyên liệu cho hàng ngày được.
nó đủ công nhân luôn rồi. Vẫn đang sản xuất ngon trớn mà. Hình như là thiếu ở đây là thiếu cái người vận tải hay sao ấy. Đây để xây thêm cái này nữa. President, my fellow diplomats want us to ally with the allies and to give the Axis the axe. Rồi, ok. Nhà ngoại giao đâu? Chúng ta yêu cầu là theo đồng minh luôn hả? Chưa được, chúng ta chưa đủ thân với đồng minh các bạn. Nhận nhiệm vụ cho vui thôi. Rồi mà nhiệm vụ kia làm được thì thôi để xây cho nó vui đi. Đây cái này là phải có. Rồi ok, cái carabet thì để xây được rồi. Đây quán rượu xịn đây, nhà vô mà nhậu đi. Đó kế bên nhà máy nấu rượu luôn thì đúng chuẩn rồi. Cái này thì không biết xây làm gì luôn nữa. À gì ăn xây, cái này phải xây có chỗ các bạn. Rồi thôi thêm một cái nhà hát opera nữa chứ gì. Vậy nó lấn vô cái ruộng. Thôi vậy cũng được, tại công trình này nó không đòi hỏi là phải quay mặt ra đường. Cho đi vô từ đường vậy cũng được, tại nó cũng đâu phải là chạy xe thẳng vô đâu. À, nghiên cứu công nghệ cộng sản xong rồi mà nãy giờ quên vụ nhà ở cho dân nữa mới khổ. À, này hết rồi, lâu lâu nó bị một lần đó. Rồi đào tạo tiếp cho tôi. Rồi đây nhà máy sản xuất rượu rum. Đây vô đó, không có tiếp. Xây rồi là cứ đầu tư. Rồi có lẽ nãy giờ mình bị là bị cái bên vận tải á. Long ago, we weaponized. Ngân hàng đã được nghiên cứu ra. Rồi ok, nhưng mà tiền, nhưng mà chưa có tiền để xây cất ông ạ. À. Đây, nâng cấp luôn. Rồi chỗ này thuê mướn nhân công tiếp đi. Đấy. Cái này thì cho bà con cùng nghe vô nghe với chứ đừng để cho tụi nghèo giàu nghe không. À khoan, chính sách quên mất. Cái vụ chính sách. Đây. Mấy cái này thì không cần nhưng mà cái này thì rất cần. Đây cho dân, cho dân nó có nhà nó ở. Chúng ta không cần bắt dân trả tiền nhà các bạn, tội nghiệp lắm. Nhà này cũng chả phải là nhà chất lượng cao gì. Nhưng mà tất cả vì quyền lợi của nhân dân các bạn. Đây xây mấy cái khu vườn ở đây. Rồi dư chỗ rồi nhét nhà vô. Rồi không đủ thì nhét cái tháp. Cho có thêm đứa gì lính vậy. Rồi ok. Xong. Có súng máy hết chưa? Ok. Mình nhớ hình như là mình phải chọn phe xong rồi nó mới cho mình lên đời phải. Khu này nó lộn xộn ghê ta. Thật ra nó vẫn đang cho tiền thôi chứ nó cũng không phải là không cho thu nhập. Mà nói chung là nó không cho nhiều, đất không tốt trong giai đoạn nào đó mình khai thác nhưng là hơi bị dữ dội.
Ok, ở đây thêm nhà ở đây nè, đúng rồi. Đấy. Khu này chắc nhét mấy cái vụ chỗ chăn nuôi vô được. Cũng không tốt lắm. Hình như nuôi bò là khá là ok. À, không, cũng không nhét vô dừa nữa, nó thiếu một miếng. Chà, cái lúc làm đường mình làm vợ đường dở quá. Gỗ thì tại thôi không có chơi, xì gà, thuốc lá mình không có trồng. À, giờ thôi giờ trồng thuốc lá đi để xây cái thuốc lá trồng đâu. À bên này trồng thuốc lá được nè. Coi bên này thì sao? À, bên này cũng được luôn. À, ok vậy tới cái thuốc lá ở đây đi. Mà nó dướng cái bên này. Giờ nhét cái gì vô cho nó vừa ta. Nhà hàng rẻ tiền. Nhà hàng cho người dân đây. Đây rồi ok. Vậy nào lát còn đón khách du lịch ở bên này nữa. Để coi nhà mà mấy cái nhà cho dân ở nhà bự bự Madison. Thôi nhà vậy nó lại phân biệt giai cấp nữa không thích đấy. Nhà máy thì cũng phải xây nhà máy xây vô dừa hay quá. Rồi khúc này đất nó trống trống vậy nè, nhét cái nhà vô đây. Rồi ở đây lại cho nhét một cái đồn lính vô. Rồi xong. Cái gì đây? Cái này không có làm được. Hai cái barrack đó thì nhiều lắm. Ví dụ là nhà lính của mình nãy giờ mình xây cũng tương đối rồi. Ví dụ là lính mình rải ra nhiều nơi nữa để cho nó có gì nó còn phòng thủ. Đây cứ thế mà xây dựng, giờ chỉ còn cái lên đời nữa thôi. Rồi chúng ta ráng chúng ta lên đời với đồng minh nè. Rồi còn nó xuống nữa, muốn gia nhập lực lượng đồng minh mà cũng không phải dễ các bạn không, nó kén người lắm. Cái bên cơ quan xây dựng của mình là chạy hết công suất luôn, tại hai cái thì nó thừa, một cái thì nó lại thiếu. À, rồi đây nâng lên cho mấy cái nhà xung quanh nó được hưởng lợi thôi. Còn cái nữa là xong rồi, cái này phải qua phone qua, tức là công nghệ mình cứu sắp xong rồi đó. Đây thiếu công nhân quá. Cái nữa là lên đời thôi. Dưới cái mỏ dầu tàu lao ở đây nè. Mỏ dầu đừng xuất hiện ngay từ đầu thì tốt hơn. Khoan cái tray coi. À không, mình vẫn còn đang đi bán. Như tại mình mua bán như phát xít nhiều quá, đồng minh nó ghét. Này là sao, không biết làm thì không dám nhận. Để coi bên này cái record suột coi. Chuối thì hơi bèo, không được, bèo quá. À đây, chỗ này xây ruộng lúa được nè. Ngon cơm, rồi đó. Thế là tốt. Rồi lại xây nhà cho dân ở thôi. Đấy cứ thế mà phát huy. Ở đây chúng ta nhét thêm được một cái đồn lính vô nữa là đẹp. Rồi đây. Tốt.
cứ thế mà nâng. Mình không gia nhập đồng minh được nha. Muốn gia nhập đồng minh là mình phải được 80 điểm mà hình như là nó cứ trừ ra là mình buôn bán với tụi phát xít thôi. Mà tại giờ không buôn bán với phát xít thì cũng không được. Tại mấy cái mặt hàng đó là tụi phát xít nó mua với đồng minh nó không có mua. Nó cứ xuống hoài thôi mà vậy hình như mình không lên đời được. Rồi ok, như là buôn bán là phải coi mặt nữa hả? Mình chọn đồng minh là hơi sai, đáng lẽ là mình phải chọn phát xít. Tại mình không muốn theo phát xít thôi. Nhưng mà đến giai đoạn này mà mình không điện khí hóa nữa thì đúng là dở rồi. Mà tại không có than mà không muốn nhập khẩu than tí nào cả. Bây giờ nói chung là tiền dư thì khá là nhiều rồi. Bỏ tiền ra làm thân với đồng minh hoài. We have made a major breakthrough. Xong cái nhà máy sản xuất kim cương mà ông tào lao. Đây lên 50. Sau 12 tháng nữa mới là nâng tiếp. Gì đây? It looks like the wars in Europe will finally end. Rồi ok. Cái gì đây? À nó cho làm nhiệm vụ khác hả? The gì đây? Allies have won. 30.000 ok trả luôn. Rồi xong thiếu nợ chết luôn. The Axis High Command was very rude. They were packing their bags the whole time I was trying to negotiate. Rồi cái nhận cái này đi cây dưới nó đè quần tao nó đánh nó chết đấy. Rồi lên đời rồi các bạn. Bây giờ nó mới xuất hiện cái sản xuất dầu nè. Rồi ok hay quá, mình được hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn đúng tháng nữa là mình thua đấy. Rồi ok đây, giờ mới xây được cái nhà máy dầu. Ôi giời ơi, rồi không biết chú Sam có hỏi thăm mình hay không đây. 49 người nữa tới ở, tới nước của mình ở. Bắt đầu cái ảnh hưởng ủng hộ mình nó xuống rồi. Không sao, mức sống của mình vẫn trên. Nói chung là mình chưa làm gì để mất lòng dân cả. Chẳng qua dân nó đông quá thì nó lộn xộn thôi. Cái y tế thấp là tại vì mình có đúng một cái trạm xá à. Bây giờ cờ lại thêm cả đống cái thứ phải nâng cấp nữa đây này. Bây giờ lại đứng giữa Nga và Mỹ đây. Rồi ok, nhà máy của mình thì đây lại được nâng cấp cái này coi. Này phải có điện, cái này thì nâng cấp à đây được rồi nè. Thì cũng đang nghiên cứu khoa học thôi. Hai công trình quân sự nữa. Ok cái này thì đáp ứng được. Cái này vẫn phải đợi tới thời hiện đại mới nâng cấp được. Cái thư viện thì đã nâng cấp rồi. Ok nói chung là khả năng nghiên cứu khoa học của mình là tính ra là tương đối tốt đấy. Mình thì ngoài lính ra thì không có gì hết. Thôi kệ, nước nghèo mà, nước nhỏ dân ít thì chúng ta không thể nào ham mấy cái đó được. Rồi đây công nhân nhiều lắm. Rồi đây ok, đó nâng cấp lên để đỡ hao cái đã. Dân có nhà ở. Nó không có ghét mình. Giờ lo cái bệnh viện để coi giờ nó mở cái gì nữa đây này. Ok. Mà này mở tự động. À mình có cái farm mới các bạn. À cái này là cái nông trại mà nông trại hiện đại, hiểu rồi. À mà nãy giờ mình không có xây cái cảng cá luôn á nha. Ở vẫn xây không được à, mấy cái đảo này sao nó không cho xây cảng cá ta, hay là chắc tại không có cá cho nên mình à để được vô được rồi nè, hay để kéo vô một cái phát triển nghề cá ngay chứ ở đảo mà không đánh cá thì nó lại hơi kỳ nha. À, kéo đường đi trước cái đã. Rồi ok, chúng ta đảm bảo thêm nguồn lương thực nào. Rồi để xem mấy cái này thì từ từ đi. Rồi cái này thì từ từ, cái này. Cái này thì chưa có mở được, cái này giờ chúng ta mới có chăn nuôi hiện đại thôi. Cái này thì đòi hỏi tất cả đều phải có điện hết. Cái này mình ok tại mình không có xây nhà máy điện đây nè.
có chung cư hiện đại hơn rồi. Cái này nhỏ hơn nhưng mà cái trình độ nó, và cái này nó phải kết nối với đường, cái này thì không cần kết nối với đường chỉ cần điện thôi. Cái này bắt đầu chúng ta có công viên quốc gia, có cái bờ biển, có cái rạp xiếc và đủ thứ, nói chung tất cả đây phục vụ du lịch các bạn. Cái này để phục vụ du lịch chứ cho dân luôn, nhưng mà này dạng dân rồi. Ok, cái cabin này nữa hả? Như rồi này toàn bên du lịch thôi, mình lo cho bên này trước. Cái này mình còn chưa có trường đại học luôn nữa, mấy cái này thì mình không để tâm lắm, mình chủ yếu lo sản xuất đồ thôi. Rồi thôi, để sáng xây thêm cái bệnh viện coi, chứ bây giờ thấy dân mình là nó thiếu chỗ để mà chữa bệnh rồi đấy. Cái này nhỏ nhỏ rồi, ráng kiếm chỗ rồi nhé. Nhét đây chắc đẹp rồi. Bệnh viện mà nằm sau nhà máy thì thấy nó cũng không hợp lý lắm. Chỗ nào nằm đẹp hơn ta? Thôi được rồi, có chỗ này nè, nhét vô đi. Ok. Tiếng máy rồi các bạn. Vậy chúng ta tạm ngưng ở đây đi, cái còn 10 điểm nữa là phải nâng. Phải xây được bệnh viện, rồi xây được cái một cái cảng nữa hả? À không, cảng thì chúng ta nên xây. Để xây cái cảng này nữa đó là tính. Cái dry dock chứ không phải là cái cảng thường. Nó nằm ở đâu lại quên, đây. Qua để đọc coi nó là cái gì đó. Cái này là tàu xịn các bạn, kia là tàu dởm. Rồi đây, để xây cái này lên là cái này xây được. Rồi bệnh viện thì nó nằm ở đây, cái bệnh viện. Bệnh viện lại phải đòi hỏi phải có điện hả? Một khó khăn thế nha. Cái này cũng là dạng nhà máy điện, nói chung là chúng ta kiểu gì cũng phải xây cái nhà máy điện than này thôi. Rồi ok, cái đó tính sao đi. Nói chung là không có điện, không qua đã sống thì hiện đại là phải có sống có điện các bạn. Không thể nào mà nó thoát khỏi cái việc mà sử dụng điện hết trơn á. Nhưng mà thôi rồi, đập sau mình sẽ giải quyết tiếp. Rồi đây dân ủng hộ mình mà. Nhưng mà cũng không ủng hộ nhiều lắm đâu. Được rồi, nếu mà thấy thế thua thì... Bây giờ thấy thế thua trước mắt rồi thì thiết quân luật luôn, rồi xong. Khỏi bỏ phiếu. Khoan, chúng ta tạm lưu ở đây nha các bạn. Đây chúng ta lưu vô cái autosave nè. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.